bài cha là cô bài cha bài cha đàm bà kia đàm tre đàm bà kia gọi đi Thái Lan nữa đàm tre trên đường về nhà em ghé vô quán ăn chỗ này thấy có giỏng nè, cũng có bán đồ ăn bán nước nữa, vô nghỉ ngơi sẵn quay cho cả nhà xem một chút xíu ha. Chỗ này view cũng khá đẹp, ở ngoài sao là biển á. Phật tức á, Phật tức thì tao giúp mình tí xí tiệt tức tư thôi rên lên kia nó thôi tới dừng chậm ha vậy nó nụ cờ rồi nhóc không thì nhóc đợi tí nó mãi tao còn đợi tao đó chậm mỏ đợi tao tốt đợi tao này để tôi cờ rồi dừng kia luôn nữa cái cờ rồi nha cờ rồi mình lên kia nè xem nha. Để kêu đồ ăn chút đi. Ở đây đặc sản người ta cũng có bán dừa trái dừa tươi với cái nhà dừa tươi với nước mía. Dọc đường này kiếm thốt nốt không khó. Đường kia hồi nãy mới có. Ở phía sau đâu cũng là cà phê giỏng. Ngồi nhưng mà không thấy ai ngồi hết trơn. Cả nhà em giờ kia xuống đây chưa ai xuống đâu. Để xuống quay cho cả nhà view bên sau này ha. Dọc đường này mà mình kiếm quán ăn với quán nước chung với nhau cũng hơi khó đó cả nhà. Thường là sẽ quán nước không hoặc là người ta bán đồ ăn đem đi á. Người ghé ha. Đây có mấy cái tung ngồi vậy nè cả nhà. Ở đây ngồi nhậu là lý tưởng luôn. View ở phía xa bờ sông. Ánh hoàng hôn xuống rồi nè. Ở quán bờ bên kia cũng có nữa. Hoàng hôn mà quay góc này chưa ló bên đây đâu. Đang núp ở ngoài bụi cây bên kia. Em qua cái hướng bên kia có mấy con trâu kìa. Mấy con trâu đang gặm cỏ bên kia.
Để em đi qua em đó quay cho cả nhà xem nữa ha. Ủa cái nhà thấy cây xài không? Nhìn vòng đây là cây xài không nè. Đây người ta trồng xài nhiều lắm. Xài non ra trái nhóc rồi. Trái xoài với trái điều là rất là nhiều. Nguyên hàng này là cây xoài không có cả nhà. Bên hông quán nè cả nhà. Em lười gắn cái mic thì em không có gắn mic vô. Mà ở dưới đây mấy anh thanh niên lại đây câu cá. Ta xuống này ta câu cá nhóc luôn nè. Em thấy sách cần câu em nói câu cá thì không biết phải không nữa. Đó, anh ta nuôi trâu bên đây nè, mặt trời. Mặt trời lặn về hướng kia đẹp nè. Đi qua quay cho cả nhà xem ha. Bên kia người ta có bán một quán nước, người ta bán nước đi dạo dạo ở dưới đây nữa nè. Không phải quán nữa, xe chạy nó bán đồ ăn nữa. Đó cả nhà thấy mặt trời lặn qua hướng kia đẹp quá ha. Đẹp ha cả nhà ha. Tao bị che rồi ta. Để sắp tới đây nha. Chỗ này người ta ăn uống, người ta thả mấy cái ly xuống rồi quá trời dưới đây nè. Ở đây em thấy người ta nuôi mấy con bò, mấy con trâu, người ta thả nó tự đi vậy trời. Em zoom lên cho cả nhà xem ha. Em vừa đi qua là mặt trời lặn luôn rồi. Ôi hồi nãy là phải đi xuống đây sớm chút xíu nữa cả nhà thấy tròn luôn. Bây giờ lặn xuống hết phân nửa rồi nè. Nhưng mà vẫn còn đẹp cả nhà ha. Đang lặn xuống từ từ rồi. Hành trình đi Campuchia của em cũng có rất nhiều trải nghiệm thú vị. Thì do em đi với gia đình em á, cho nên cũng không có được tự do đi lại đi đây đi kia, quay những ngôi nhà sàn ở dưới đây cho cả nhà cùng xem. Ở đây em thấy đa số có rất là nhiều nhà sàn của người dân ta vẫn còn ở, và một số trong vùng sâu, vùng mà hơi vô nông thôn chút ấy cả nhà. Em thấy nhà sàn rất là nhiều luôn, mà đa số người dân họ còn mặc sa rong và cách sinh hoạt rất là cổ. Chứ khu này là em thấy hơi hiện đại rồi, buôn bán đồ ăn nhiều, với lại nhà đồ người ta xây cũng ít nhà sàn, không có còn nhà sàn nhiều nữa. Đi tới đâu em quay cho cả nhà xem tới đó, để cho cả nhà có thể xem hết tất cả những gì mà cuộc sống sinh hoạt, đời sống văn hóa và ẩm thực của người dân Campuchia như thế nào. Cho nên em không có cắt ghép ha cả nhà. Em quay từ từ, tới đâu em quay tới đó cho cả nhà xem. Cả nhà nếu xem có gì góp ý cả nhà để lại bình luận ở dưới cho em ha. Để em xem và em có gì sai sót em sẽ cải thiện ở những video khác tiếp theo. Cả nhà nhớ cho em một like, một share, một đăng ký kênh ủng hộ em nhé nha.
Cảm ơn cả nhà nhiều. Bye bye.